Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị em gần xa đến với kênh Tú Chiền Bonsai giao lưu cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay nhà vườn Tú Chiền có về mặt hàng để giao lưu đến quý cô chú anh chị những tác phẩm như là trang sen, cần thân, xì dưới sâm núi trái, với mấy cây xanh và mai chiếu thủy. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị em gần xa. Địa chỉ nhà vườn ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0836465237. Số Zalo cũng là số này. Mở đầu clip là một cây mã số 1 là một cây mai chú thủy nuôi da đen lá lớn nha quý cô chú anh chị. Cây mai chú thủy nuôi da đen lá lớn này, cây này nó rất là lùng lực nha quý cô chú anh chị. Đế thì chạy đều 24 giờ. Cây có chiều cao là 19 cm, tán lá 32, tổng cái tán lá của nó là 32, hoành vị trí này 24, hoành thang vị trí này nó 24 nhưng quý cô chú anh chị. Hiện tại đang ở người kính chậu là nó cây hiện tại ở trong cái chậu lọt lòng, đường kính chiều dài của nó là 22, chiều ngang nó là 16 nha quý cô chú anh chị. Đây quý cô chú anh chị xem cái bộ đế của nó nha, đế chạy đều 4 mặt nha. Đo cốt cành cái cành số 1 của nó là 8 cm nha quý cô chú anh chị. Đây quý cô chú anh chị xem cái mặt sau của cây nha. Đây. Còn cái sẹo. Cái sẹo trên đọt này thì bằng cái ngón tay nha quý cô chú anh chị. Đang bò cuốn rất là mạnh. Đây quý cô chú anh chị xem nha. Cây mã số 1 là cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 2.200.000. Bao phí ship toàn quốc, ship luôn cả cái chậu đẹp này nha quý cô chú anh chị. Chậu này là chậu đắc đung nha quý cô chú anh chị. Chậu rất là đẹp. Dạ. Dạ xin phép xuống cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 2 là một cây sâm núi trái nha quý cô chú anh chị. Cây này nó có cái bộ dáng thiên nhiên nha quý cô chú anh chị. À. Cây này thì nó cốt cành lớn bằng cái ngón tay nha quý cô chú anh chị. Cây nó già cây này quý cô chú anh chị xem nha. Bộ đế thì chảy rất là đều. Liền lạc không thẹo. Cây thì nó liền lạc, cây nó không có thẹo dít gì hết nha. Đây cái tàn của nó mịn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nữa quý cô chú anh chị chốt hàng về mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng giá trị. Chiều cao 26 cm. Cây có chiều cao là 26 cm. Tán lá 28. Tổng cái tán là 28. Hoành 17. Đo hoành thân vị trí này là 17 nha quý cô chú anh chị. Tổng hoành đế 44. Tổng cái bộ đế của nó là 44. Đế đều hả? Đế đều nha quý cô chú anh chị. Đế nào đế nấy rất là lực nè. Cây rất là duyên ạ. Cây mã số 2 là cây sâm núi trái. Giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 1 triệu đồng. Bao phí ship toàn quốc. Dạ xin phép xuống cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 3 là một cây sâm núi trái nha quý cô chú anh chị. Mấy cây sâm núi trái này thì hiện tại đang có trái rồi nha quý cô chú anh chị, đang trái non. Nó có dáng độ rất là duyên nha quý cô chú anh chị. Nó có cái đường thân co sắn đó nè. Đó. Đây cho cái trái non của đó đây quý cô chú anh chị. Mới nhú ra rất là nhiều.
Cây này thì mình nhà vườn mình ép chậu, nó thường chậu rồi nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 28 cm. Cây có chiều cao là 28. Tổng cái tán là 60. Tổng cái tán là 60. Hoành chí là 18. Hoành thân vị trí này là 18 nha quý cô chú anh chị. Chân dài của nó là 20 cm. Cái độ sởm của cây là nó 20 cm. Là 20 cm nha quý cô chú anh chị. Cái bộ đế sởm của nó lên là 20 cm. Cái tàn thì nó mịn nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 3, là cây sâm núi trái. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.800.000. Bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. À, tiếp theo là mã số 4, là một cây sâm núi trái nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nhà vườn mình ép chậu, nó thần chậu rồi nha. Cây rất là già cây quý cô chú anh chị. Nó có cái bộ đế cái nè, rất là duyên. Bộ đế rất là tròn ạ. Cây thì nó có cái dáng trực xoắn đây nè. Rất là duyên. 42. Cây có chiều cao là 42. Tán lá 48. Tổng cái tán là 48. Hoành 18. Hoành thân vị trí là 18 nha quý cô chú anh chị. 44. Còn cái bộ đế của nó là 44. Đường kính chậu 30. Hiện tại cái cây này nó ở trong cái chậu lọt lòng đường kính là 20 nha quý. 30. Đường kính chậu là 30 nha quý cô chú anh chị. Tại cái form, cái xương dâm của nó là dày đặc rồi nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 4 là cây sâm núi trái. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.700.000. Bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. À, tiếp theo là mã số 5, là một cây sâm núi trái nha quý cô chú anh chị. Cây sâm núi trái này là sâm núi trái xù nha quý cô chú anh chị. Cái dòng của nó là sâm núi xù chứ không phải là nhà vườn mình tha keo là cho nó xù đâu nha. Nó cái loại nó xù. Bình luận đó, tha keo cái này là không có tha keo nha. Cây nguyên. Mà mấy anh không biết thì nói mà giờ mình vườn mình tha keo chứ thật sự nó là cái dòng sâm núi trái xù là nó xù như vậy. Còn cái tha keo nó là khác nha. Hiện tại thì cây đang mang trái non nha quý cô chú anh chị. Cái này trái của nó nè, mỗi đột mỗi trái rất là nhiều nha, từ trên tới dưới luôn đó. Cây này trái nhiều lắm, cây trái nó đều cây luôn. Cây có chiều cao là 27. Tổng tán độ 60. Tổng cái tán độ của nó là 60. Đo hoành thân vị trí này là nó 24 nha quý cô chú anh chị. Bộ đế 31. Còn cái bộ đế của nó là 31. Rễ sởm 15 cm. Còn cái độ sởm của cái bộ đế này là 15 cm nha quý cô chú anh chị. Nó có cái giọng co lắc rất là duyên nè, từ trên tới dưới nha. Đây, có giọng sắn rất là duyên. Nhà vườn mình đang nuôi trong cái dốc nhựa này nữa quý cô chú anh chị, chốt hàng mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng giá trị nha. Nhà vườn mình chưa ép kịp. Thì quý cô chú anh chị xem kênh có yêu thích cây nào ủng hộ cho nhà vườn Tú Chiền, liên hệ qua số điện thoại 0836465237, số Zalo cũng là số này nha. Thì cây mã số 5 là cây sâm núi trái. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.900.000, bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 6, là một cây trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Cây trang sen Nhật này nhà vườn mình ép chậu, nó thuần chậu rồi nha. Nó có cái bộ đế rồi nè, nó tròn rồi nè quý cô chú anh chị. Bông ngang bông ra đều đọt hết. Chiều cao 25. Cây có chiều cao là 25. Tán 27. Tổng cái tán là 27. Hoành thân 23. Hoành thân vị trí nó 23 nha quý cô chú anh chị. Còn cái củ đế của nó là 42. Bộ đế rất là tròn nữa nè.
cây liền lạc cây, không có thèo dích gì hết nha quý cô chú anh chị. Cây nó hiện tại ở trong cái chậu lọt lòng, đường kính của nó là 22. Cây hiện tại thì nó đang ra hoa rất là gộ nha quý cô chú anh chị. Đây nè, đợt này đến đợt khác rồi nè, chỗ rất là nhiều nha, mỗi đợt mỗi hoa nha quý cô chú anh chị. Mà hoa của nó là nó chỗ là tầm cả tháng nó mới có tàn nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 6 là cây trang sen Nhật. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 750.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 7 là một cây trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng thuần chậu rồi. Hiện tại thì nó ra hoa rất là gỗ nha, mỗi đợt mỗi hoa nha quý cô chú anh chị, rất là siêu hoa. Hoa của nó thì nó lâu tàn lắm. Cây có chiều cao 25. Cây có chiều cao là 25. Tán lá 30. Tổng cái tán là 30. Hoành thân 24. Hoành thân 19 đến 24. Tổng bộ đế 40. Tổng cái bộ đế của nó là 40. 40 đế đặc. Nguyên cái bộ đế đặc của nó nha quý cô chú anh chị, bộ đế tròn xe cái nè, rất là duyên. Cây mã số 7 là cây trang sen Nhật. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 750.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 8 là một cây trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Cây nào cây nấy đế rất là tròn cái này quý cô chú anh chị. Cây liền lạc cây nha. Hoa của nó thì chỗ rất là gộ. Cao 24. Cây có chiều cao là 24. Tổng cái tán là 26. Hoành thân vị trí này là 20 nha quý cô chú anh chị. Còn cái bộ đế đặc của nó là 39. Nè, nguyên cái bộ đế đặc của nó luôn. Rồi xong hết rồi. Cây mã số 8 là cây trang sen Nhật. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 700.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 9 là một cây gừa nha quý cô chú anh chị, có người thì gọi là cây si nha. Cây này thì nó ở trong chậu lâu rồi cho nên là cây nó già cây lắm quý cô chú anh chị. Cây này thì nhà nó xả kẽm hết rồi nha quý cô chú anh chị. À, cây trang vị trí này thì nó có mà cái mấy cái mặt cắt cái sẹo nè, cho nên là cơ bô cuốn rất là mạnh thôi. Đó, cái dòng này sẹo thì cũng không có đáng kể gì đâu nha quý cô chú anh chị. Cây rất là mạnh cây. Cây có chiều cao là 58. Tổng cái tán là 60. Cái cây này thì nửa quý cô chú anh chị có chốt hàng thì nửa bó bầu không xếp chậu nha. Cái chậu này nó cũng xấu rồi. Để nửa quý cô chú anh chị mua cái chậu đẹp ép vào. Cây nó trồng cũng hơi nghiêng nha quý cô chú anh chị, nửa về chỉnh sửa lại nha. Cây nó thuần chậu nha quý cô chú anh chị, nó cái này nó ăn như cái bánh in à. Còn cái cốt cỡ bé lớn nha. Cốt cành đó. Cái cốt cành của nó thì bằng cái ngón tay rồi nha quý cô chú anh chị. Cây này già vườn mình xả kẽm hết rồi. Cây nó già lắm. Cây nó liền lạc cây lắm. Nó có phơm dáng rất là duyên. Thì cây mã số 9 là cây chưa đâu hả? Hoành thân vị trí là 25 nha quý cô chú anh chị. Tổng cái bộ đế của nó là 70. Mã số 9 là cây gừa, có người thì gọi cây si. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.300.000, bao phí ship toàn quát không ship chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 10, cũng là một cây si nữa nha quý cô chú anh chị. Cây si là cây gừa nha quý cô chú anh chị.
Cây này thì nó ở trong chậu này nó lâu rồi cho nên là cây nó già cây lắm nha quý cô chú anh chị xem cái cây của nó coi nè. Già cây mà cây nó xả kẽm hết rồi. Nữa quý cô chú anh chị có chốt hàng thì nữa nhà vườn mình bó bầu. Nữa về quý cô chú anh chị mua chậu đẹp ép vào nha. Cây cái chậu này nó xấu rồi. Chiều cao 55. Cây có chiều cao là 55. Tán 57. Cái tán của cây là 57. Quanh thân vị trí là 20 nha quý cô chú. Cái quanh thân vị trí là 19 nha quý cô chú anh chị nó bị cắn. Mình đo vị trí ngay chân này là 12 cm. Đo nhiều vị trí cho quý cô chú anh chị xem tham khảo nha. Tổng bộ đế 58. Tổng cái bộ đế của nó là 58. Cây nó ở trong cái chậu lọt lòng đường kính của nó là 25 nha quý cô chú anh chị. Còn cái độ sẫm của cái cây này là nó chiều cao là 20. 20 cm. Đâu cái cành này. Còn cái cành của nó là bằng cái ngón tay nha quý cô chú anh chị. Một triệu mấy à? Một triệu. Không thích chậu. Cây mã số 10 là một cây rùa, có người gọi là một cây si. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1 triệu đồng. Bao phí ship toàn quốc không ship chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 11 là một cây xanh Nam Điền nha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì chủ người ta nói là xanh Nam Điền. Quý cô chú anh chị xem hình dung thứ hai đây phải là xanh Nam Điền hay không nha. Đây. Người này cái lá như vậy nha quý cô chú anh chị. Lá bóng. Lá xanh bóng mà. Cái này không tứ phân nên lá hết phân. Cây này thì nhà không có tứ phân ít gì trơn cho nên là cái lá nó nhìn nó cũng không được xanh đậm không. Cây này thì nhà vườn mình xả kẽm hết rồi nha quý cô chú anh chị. Cây sạch kẽm hết rồi. 2, 3, 4, 5. Cây hiện tại thì nó 5 cái B nha. 5 chi. Cây có chiều cao là 62. Tán lá 60. Tổng cái tán là 60. Hoành thân vị trí là 17 cm nha quý cô chú anh chị. Tổng cái đế của nó là 62. Tổng cái bộ đế của nó là 62, đế một bệt cho nhà quý cô chú anh chị xem nè. Rồi cho cô chú gì mua cái chậu. Chiều dài nó 39. Cây hiện tại ở trong cái chậu lọt lòng đường kính chiều dài của nó là bao nhiêu ạ? Chiều dài 39. Chiều dài đường kính của nó là 39. Ngang 30. Còn lọt lòng chiều ngang là 30. Đặng nữa về quý cô chú anh chị mà mua cái chậu đẹp ép vào nha. Cái chậu này không có ship được. Xi măng không ship được. Cái chậu này chậu xi măng nó nặng mà nó xấu. Cây này thì nó ở trong cái chậu này nó lâu rồi cho nên là cây nó già, cây nó ăn cái bầu nó như cái bánh in rồi. Nữa bó bầu nó an toàn hơn. Cú cành số 1. 9 cm. Cái cú cành số 1 của nó là 9 cm nha quý cô chú anh chị. Đây. Rồi. Chiều 3 nha chị Hoa. Chiều 300 ngàn. Cây mã số 11 là một cây xanh Nam Điền. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1 triệu 300 ngàn. Bao phí ship toàn quốc không ship chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 12 là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị. Cần thăng thường gọi là cần cù thăng tiến. Cái cây này nó có cái bộ đế rất là nguyên cái củ đặc của nó nè quý cô chú anh chị. Đây, nguyên cái củ đặc liền của nó luôn. Cây nó có cái dáng rất là quái như một con thú nha quý cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 50. Tổng cái tán là 50 luôn quý cô chú anh chị. Bộ đế
Còn cái bộ đế của nó là 58. Thân ở đây là 31. Mình đo ngay chân cái hoành thân, cái cổ eo của nó là 31 nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây thì xương dâm mịn rồi nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 12 là cây cần thăng giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.800.000, bao phí ship toàn quốc ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 13 là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị. Cây cần thăng thì nhà vườn mình ép chậu nó lâu rồi cho nên cây nó thường chậu, cây nó ở trong chậu nó cũng già cây lắm đây nè. Cái tay chi của nó thì bằng ngón tay rồi nha quý cô chú anh chị. Xương dâm thì nó mịn rồi nha. Cây này nó có bộ đế rất là quái nha quý cô chú anh chị kia nè. Chiều cao 38. Cây có chiều cao là 38. Tổng cái tán là 15. Tổng cái tán là 55. Đo ngay chân cái củ này là nó 46 nha quý cô chú anh chị. Củ nó nhìn nó quái quái nha. Rồi. Cái cốt cành của nó thì lớn hơn bự như ngón tay cái nha quý cô chú anh chị. Đây xem nha. Cây mã số 13 là cây cần thăng giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.500.000, bao phí ship toàn quốc ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Nhà vườn túi chiền xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị xem kênh, đăng ký kênh và ủng hộ cho nhà vườn túi chiền trong thời gian qua. Thì nhà vườn túi chiền cũng xin chân thành và cảm ơn quý cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ.